Thị trường một phiên cuối tuần, cũng là đầu tháng 7, thị trường ngày 1 tháng 7 biến động cực kỳ mạnh khi thấy rất nhiều mã phiếu, lúc thì sàn màu xanh ra trời, lúc thì lại thành tím mộng mơ. Thì một câu hỏi rằng là thị trường chúng ta biến động mạnh như vậy nhưng thanh khoản cực kỳ thấp, thì một câu đặt ra thị trường ta sẽ vận động thế nào trong tuần sau và tuần sau nữa. Tuần sau nữa sẽ là một tuần mà rất nhiều thông tin xảy ra, nào là cuộc họp của Fed, nào là cuộc họp của châu Âu, và những biến động về GDP, những biến động về CPI hiện tại đang tăng cực kỳ khó chịu, dẫn tới là những cái thông tin đến từ các cụ Fed này, các cụ của châu Âu đang lo lắng về lạm phát như thế nào, thì chúng ta sẽ xử lý thế nào trong tuần sau cũng như tuần sau nữa. Thì mời mọi người xem hết video này cùng với Người Đọc Chứng Khoán nhé. Và chào mọi người đến với channel Người Đọc Chứng Khoán, và em là Nguyễn Trọng Thiện. Hôm nay may mắn được làm video mọi người. Thời gian vừa qua nhiều anh chị cũng nhắn tin hỏi em là tại sao không thấy em làm video. Thì xin thưa là thời gian vừa qua em có một số việc bận, em về quê đám cưới anh hai của em. Và may mắn là hôm nay xin phép các bộ lão cho một khoảng thời gian nhỏ hạ chén ly rượu và có mặt trong buổi video ngày hôm nay để trò chuyện mọi người nhé. Đầu tiên chúng mình nhận một điều á, là thị trường chúng ta hôm nay một sự thị trường biến động cực kỳ mạnh mẽ, và kèm với đó nữa là sự phân hóa không hề kém cạnh. Tại vì sao? Số lượng cổ phiếu tăng xanh lên tới 120 mã phiếu tăng xanh, số lượng cổ phiếu giảm đỏ 143 mã phiếu, có sự phân hóa cực kỳ mạnh, đúng mọi người, năm ăn năm thua trong ngày hôm nay. Và cái sự rõ ràng nhất đấy là những mã cổ phiếu như là chứng khoán, thép, những mã cổ phiếu bất động sản, xây lắp vân vân, khá là khỏe, đúng mọi người. Thì chúng ta cùng phân tích thị trường cho tuần sau, thị trường cho tuần này, cũng như là xem được một số mã phiếu này nhá. Trước khi đến phần này, rất mong mọi người bỏ thời gian nhớ thích video Người Đọc Chứng Khoán, nhớ đăng ký kênh nữa nhé mọi người. Hiện tại cái khóa học Người Đọc Chứng Khoán sẽ bắt đầu vào ngày 20 tháng 7. Hiện tại đã được gần 20 học viên rồi. Khi đủ 20 học viên, Người Đọc sẽ mở, cho nên mọi người đăng ký liên hệ qua số Zalo của Người Đọc nhá. Hiện tại thì mọi người đăng ký trước cái thời gian khóa học diễn ra thì giảm giá còn có 5 triệu thôi nhá. Thì mọi người thể tham gia vào room cộng đồng Người Đọc bằng cách nhấn vào đây, hoặc là mọi người nhấn vào trong cộng đồng trên website Facebook để mọi người nhận thêm nhiều thông tin hay trên này nhá. Rồi chia sẻ một số thông tin về vĩ mô, một số thông tin về thị trường vân vân nhá mọi người. Trên cộng đồng này sẽ có một số bạn trong team sẽ hỗ trợ mọi người kỹ hơn về những cái vấn đề như là về đầu tư, những vấn đề kỹ hơn là về mua bán này kia nhá. Thì không để mất thời gian mọi người, chúng đến trực tiếp với video thôi ạ. Thì đầu tiên thấy một điều á, là chúng ta hôm nay là một trường có cây rút chân khá là đẹp. Và ngắm đi ngắm lại, nhiều người cũng nhìn nhận là chúng ta hôm nay có một cây khá là giống với giai đoạn trước đó, đúng mọi người. Tức là chúng ta giảm điểm, sau đó hồi phục. Cái sự hồi phục này là khi chúng ta đã kiểm tra những vùng hỗ trợ phía dưới rồi, tương đồng với những cái nhịp trước đó ghi như là thế này, như là giai đoạn này, thì chúng ta cũng đã từng có một nhịp thì chúng ta giảm điểm, sau đó kiểm tra lại vùng này, đúng mọi người, và tạo một cây rút chân cực kỳ tốt. Nhưng thanh khoản thấp tương đồng với nhau giữa phiên này và hai phiên này cũng thanh khoản cực kỳ thấp, và khả năng rất là cao là nếu như thứ bảy chủ nhật trong tuần này không có bất kỳ thông tin xấu nào xảy ra ở thế giới, thì khả năng thì chúng ta khả năng sẽ hồi phục kiểm tra cái mốc, nó mốc 1226 vào cái tuần sau, tức là thứ hai tuần sau. Và thời gian qua Người Đọc cho khách hàng ra bán rất tốt một giai đoạn thời gian vừa qua rồi, thì biết rồi, Người Đọc chỉ cho khách hàng mua từ giai đoạn ngày 28 là hết rồi, ngày 27, thật sự là ngày 27, từ 28 có mua đúng một mã phiếu HDC thôi, còn lại là chấm dứt nhá. Đây mình thấy này, từ cái giai đoạn ngày 29 là coi như là không mua này, đó, giai đoạn ngày 28 mua HDC, còn lại là trên này thì nhắc nhở mọi người bán. Khi mà chúng ta tăng mạnh tăng nóng, em nhắc nhở mọi người bán, thì khi mà chúng ta càng mạnh càng nóng như vậy thì cái việc chúng ta bán là cổ phiếu là một điều tốt, khi chúng ta đứng ngoài hoặc là quan sát hoặc là không bị FOMO so với những người khác, những người còn lại trên thị trường chứng khoán. Thì hôm nay cũng đã ví cho những anh chị trong khách hàng thấy một điều như sau, đó là chúng ta đi xăng, giữa một người đi xăng và một người bị xăng nó khác nhau rất là nhiều. Tức là khi chúng ta có sẵn đồng tiền trong tay, sẵn sàng đi xăng, đi tìm những siêu cổ phiếu, đi tìm những cái sự lợi nhuận, thì nó sẽ khác cho một người đang nắm giữ cổ phiếu và chờ đợi cổ phiếu nó hồi, đúng mọi người. Thì đó, cái vị thế khác nhau hoàn toàn, góc nhìn sẽ khác nhau hoàn toàn. Chính vì thế góc nhìn hôm nay mua bán cũng sẽ khác, hôm nay mua bán cũng sẽ khác. Nhưng mà thấy này, hôm nay chúng ta đã có mua một số mã phiếu có lợi nhuận rất tốt, như là những mảng chứng khoán, hay là một số mã phiếu FCN, hay là mã phiếu Hoa Sen lợi nhuận rất là tốt. Thì hôm nay Người Đọc cũng có mua 20% tỷ trọng tài sản của Người Đọc, khi mà chúng ta mua thì mua đầu phiên và cuối phiên đã lãi 5% trên tổng tài sản rồi.
một phần lợi nhuận nó tốt. Trong nay thì có gần như là bốn mã phiếu được trần cả, bốn mã phiếu được trần cả tôi mua xong, thì sự may mắn là như vậy. Thì hôm nay rất nhiều anh chị cũng có mua một số mã phiếu khi lo nhắc trong room nhá. Thì thời gian vừa qua cũng đã cho khách hàng bán rất là nhiều, bán 1/2 rất là nhiều khi mà thị trường ta tăng nóng tăng sốt vừa thời gian vừa qua. Thì cái điều này là điều mà chúng thấy là chúng ta nên và lên như vậy. Tại vì sao? Chúng biết là thị trường đang như thế nào, đang vận hành thế nào, đang vận động thế nào, chúng ta phải xử lý chứ đừng có để thị trường nó quyết định. Đó là điều người đó luôn nhắc cho khách hàng người đó như vậy. Và kịch bản người đó đã đưa ra từ ngày 29 tháng 6 rồi, đó chúng ta buộc phải giảm, có khi giảm về vùng 1/2, có thể 6 nữa về vùng 1160 nữa cơ, để mình sao mọi người, để tạo vùng đỉnh đầu tiên, tạo đỉnh đầu tiên cho cái chạc 1 giờ, cho cái chạc hồi phục của chúng ta nhá. Cái sự hồi phục chúng ta vẫn chưa có dấu hiệu tạo đỉnh, và đây là sự tạo đỉnh đầu tiên của thị trường chúng ta khi nó bắt đầu có những sự cập kỉ bởi một cái sự lượng cung cầu không có cái sự giao thoa nữa khi diễn ra vào cái vùng đó, vùng 1230 cộng trừ quanh vùng đó. Thì khi đó một câu hỏi đặt ra là liệu rằng trường tăng tiếp được nữa hay không, thì chúng ta thấy một điều là chúng ta đã bắt đầu giảm. Để sao mọi người, bây giờ chúng ta nhìn nhận này, lực cầu vào á, lực cầu vào hiện tại vẫn chưa gì vào, tại vì là giá đã cao rồi, họ chỉ muốn mua rẻ thôi, mua rẻ càng thêm rẻ. Còn lực cung vào sao, lực cung nhả ra thì tại là chưa đâu đâu cả, khi mà những người kẹp hàng phía trên họ vẫn đang lưỡng lự, khi mà họ đang đứng trước một viễn cảnh đó là liệu rằng bán ra đây có bị bán hớ hay không, liệu rằng chúng ta bán ở đây có phải là chúng ta bán giá tốt hay chưa, đúng mọi người. Ngay lập tức thì khi mà người ta phải để thị trường quyết định là như vậy, sau đó bị thị trường quyết định ngay lập tức, khi đó chúng ta phải đứng một phía cạnh đó là liệu rằng chúng ta xử lý thế nào để chúng ta đủ quyết định đứng ngoài và tìm kiếm được cơ hội mới, hay là chúng ta để cho thị trường quyết định, đó là cách mà để chúng ta xử lý, luôn luôn chúng ta phải xử lý như vậy. Thì mọi người thấy này, thời gian vừa qua thì cũng nhắc nhở mọi người bán rất là nhiều, thực sự nhắc nhở mọi người bán rất là nhiều. Khi này mọi người thấy là kịch bản này đưa ra rồi, đã kịch bản ở đầy đủ rồi, chúng ta bán 1/2 lượng hàng ngay lập tức. Khi mà kịch bản chúng ta thấy rồi, từ ngày 27 tháng 6 là xử lý hoàn toàn nên mục ta còn lại bán sạch để ta chuẩn bị cho một lực giảm ngày hôm nay ta mua là như vậy. Thì kịch bản của trong team người đó cũng có bạn Tân cũng cập nhật cho mọi người rồi. Thì đây là kịch bản của bạn Tân trong team đã cập nhật cho mọi người, là chúng ta hoàn toàn thể về kiểm tra lại cái vùng đó, vùng 1160 cho đến vùng 1170 cộng trừ. Thì cái việc mà kiểm tra vùng này đều rất bình thường, và chúng ta sẽ chờ đợi cơ hội khi nó rút chân để tạo điểm mua, nó sẽ mua. Và hầu như những mã cổ phiếu giảm về vùng này, chúng ta sẽ phân hóa cực kỳ mạnh mẽ giữa những mã cổ phiếu giảm kiểm tra vùng đáy của tháng 6 so với những mã phiếu kiểm tra vùng đáy của tháng 5. Tức là sao? Tức là cổ phiếu nó sẽ phân hóa giữa cổ phiếu mạnh và cổ phiếu, những mã cổ phiếu hấp dẫn và cổ phiếu không hấp dẫn nha mọi người. Và cái quá trình này sẽ tạo cho chúng ta sự phân kỳ 3 đoạn trên cái chart kỹ thuật. Đó, và phân kỳ 2 đoạn ở trên cái MACD cũng như là phân kỳ 3 đoạn trên MACD tùy vào cổ phiếu. Đó là như vậy. Cho nên là hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ canh bán đầu phiên để chúng ta chuẩn bị cho một lực, đó là lực mua giai đoạn cuối phiên là như vậy. Đấy, thì kịch bản mà thế này, chúng ta đang kỳ vọng sẽ có một cây rút chân giống như những cái đoạn này của bạn Tân đã đưa ra, những cái rút chân như vậy để chúng ta kỳ vọng một dịp hồi phục lại kiểm tra mốc nó 1225 cho đến vùng 1230 cộng trừ. Hiện tại thị trường muốn vượt được cái vùng này thực sự cũng khá là khó. Tại sao mọi người? Nếu như ai có tìm hiểu về máy Ichimoku là biết rồi, hiện tại cái đám mây của nó hiện tại nó rất là dày, đúng mọi người, không ai chạy dột mà đi vượt qua một đám cỏ dày cả. Họ sẽ đợi khi mà đám cỏ đó bị cháy này, hay bị gì đó, hay là bị ngã xuống vân vân, họ vượt qua, đúng mọi người. Không ai vượt qua một con sông khi mực nước nó cao cả, họ sẽ đợi một con sông nó cạn xuống. Đó là như vậy. Đây tôi tại sao khi một khi thị trường chúng ta có một số biến động vượt lên hay giảm xuống đều lựa chọn những giai đoạn nó là mây mỏng là như vậy. Thì đó là góc nhìn của chúng ta và đưa ra kịch bản như vậy để chuẩn bị cho một cái nhịp đó, nhịp mua bán xảy ra. Đấy, thì danh mục thì hôm nay có mua một số mã phiếu, phải nói là có một số mã phiếu đã xử lý từ ngày 27 gần như là xử lý hết rồi. Đó, còn một số cái này là cũng chưa bán, còn như là bán hết rồi. Còn những mã phiếu bị lỗ phải nói là những mã phiếu mà mua như là Hợp Phát này hay là HDC là những mã phiếu bị lỗ, nhưng mà hôm nay về đã có lại. Tại vì tức là sao? Tức là cuối phiên nó kéo lại. Đó, như vậy. Đấy, nhắm mắt là hôm nay mua một số mã phiếu như vậy nha mọi người. Đó, phiên này canh chốt này, canh một số mã phiếu này khi nó về kiểm tra vùng 1160. Đó, câu chuyện như vậy. Thì nói một chút về thị trường như sau. Nãy trường chúng ta liên miên man quá nhiều rồi. Thì trường ta nhìn một điều á, là chúng ta thấy một cái dấu hiệu gì mọi người? Thấy một dấu hiệu là trường ta tạo hai đáy, đúng mọi người? Hai đáy rõ ràng ở đây. Thì thấy hai đáy ở đây. Và hai đáy này, đó là hai cái đáy. Hai đáy của một cái mô hình. Vừa thấy mô hình gì không mọi người? Đó, đó là một mô hình tam giác, đúng không? Nhiều người thấy sẽ nhận đây một hình tam giác nhỏ xuất hiện ở đây. Khi nó xuất hiện hai đáy ở đây. Đấy, khi đó ta sẽ lên vẽ một cách đơn giản hơn với mô hình này như vậy. Và quá trình tạo cái cấp tay cầm ngược như này thì khả năng
một phiên kiểm tra nào đó sẽ xác nhận cho chúng ta trong thời gian sắp tới. Khi phiên kiểm tra đó xảy ra thì khả năng biết được là thì chúng ta sẽ giảm hay còn tăng tiếp. Nhưng cũng nhìn của người đó là tháng 7 là một tháng cực kỳ nhiều thông tin xảy ra. Đó là vào giai đoạn của cái tuần ngày 11 cho đến ngày 15 thì rất nhiều thông tin xảy ra. Tại vì sao? Chúng ta biết rồi, cuộc họp của Fed, cuộc họp của châu Âu, ECB cũng là những cuộc họp mà chúng ta cần quan tâm. Khi mà hiện tại Fed đang tạo áp lực rất nhiều lên tới châu Âu cho việc là châu Âu liệu rằng có tăng lãi suất hay không, liệu rằng châu Âu có đứng vững được với kênh với cái chỉ số CPI hiện tại đang áp lực hay không. Đó là như vậy. Và những cái chỉ số này xảy ra khả năng sẽ tạo áp lực lên trường rất là nhiều. Và đây là thời điểm rất tốt cho những cái thanh niên, những cái cuộc chơi của những báo đài mà tung hô hay là vẽ vời những câu chuyện đó. Cho nên chúng ta là một đang đầu tư ở một đất nước đầu tư theo sóng tin rất là nhiều, thì chúng ta phải hiểu được là chúng ta phải làm gì ở giai đoạn này, đúng mọi người? Một, tức chúng ta mạo hiểm tức là liều lĩnh mua bán trong giai đoạn bây giờ. Hai là chúng ta sẽ đứng ngoài, theo người đồng nghĩa là đứng ngoài trong cái tuần đó, tuần ngày từ cái ngày bảy cho đến ngày 15, người đồng nghĩa như vậy nhá. Và hiện tại chúng thấy một điều như sau, đó là thị trường chúng ta này là một thị trường nó đang có một cái lực kiểm tra lại hồi phục như vậy. Nó tương đồng giống với những cái phiên, nó là như là phiên này, đúng không mọi người? Chứ nó muốn phiên này hoặc là có thể giống với phiên này. Đó, một phiên kiểm tra lại, kiểm tra những vùng hỗ trợ rút chân. Đó, những phiên này kiểm tra vùng hỗ trợ rút chân, chẳng như vậy. Nhưng ta phải nhìn nhận một điều á, là chúng ta đang ở trong cái một quá trình downtrend. Chúng ta thừa nhận như vậy. Và những sự hồi phục thế này sẽ là những sự hồi phục cho sự phân hóa cổ phiếu. Đúng mọi người? Mọi người nhớ giai đoạn này không? Giai đoạn này là giai đoạn phân hóa cực kỳ mạnh mẽ giữa nhóm ngành đạm, nhóm ngành cảng biển, nhóm ngành thủy sản với những nhóm ngành khác như là nhóm ngành bất động sản, nhóm ngành đầu tư công, nhóm ngành chứng khoán, nhóm ngành banh. Sự phân hóa cực kỳ rõ ràng giữa hai nhóm ngành đó. Những mã phiếu như là đạm, thủy sản, xuất khẩu, dịch may vân vân, hay là cảng biển vân vân thì nó tăng. Còn những mã phiếu mà như là chứng khoán này hay banh vân vân thì nó dịu là chứng lại, tích lũy và giảm điểm. Đấy, thì giai đoạn bây giờ này, giai đoạn này cũng sẽ giai đoạn như vậy. Và chúng ta phải biết được là chúng ta nên lựa chọn cổ phiếu gì để đầu tư. Đó là lý do tại sao người đó đưa vào danh mục người đó một loạt danh sách cổ phiếu đáng quan tâm, đều là những mã phiếu mà tăng rất là tốt, đúng không mọi người? Cổ phiếu có giảm thì cũng là giảm nhẹ, mọi người là chưa mua, chỉ có mua một số mã phiếu tăng tốt như một số mã phiếu phía trên tăng chân này đó, cũng đã mua một số mã phiếu khá đáng kể. Câu chuyện như vậy. Và tuần sau chắc chắn mọi người luôn là thị trường chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra lại mốc 1226 cộng trừ. Và khi kiểm tra mốc này, nếu như vượt lên được á thì khả năng sẽ đi giống với giai đoạn này, đúng mọi người? Nếu không vượt được thì sao? Không vượt được thì chúng ta sẽ có một nhịp quay trở lại kiểm tra vùng 1150 lại ngay tức. Và khi không vượt được á thì góc nhìn người đó á là sẽ tích lũy lại vùng này và đợi qua cái giai đoạn đó là cuối tuần sau, và chúng ta sẽ rơi một cái đoạn trong tin. Xin lỗi mọi người, giai đoạn nhiều thông tin xảy ra. Và khi đó tâm lý của nhà đầu tư sẽ bán và đứng ngoài. Và khi đó cuối tuần sẽ bị kích hoạt lại bán rất là nhiều, nếu như chúng ta không vượt được lên đường 20. Đó, chúng ta sẽ như vậy. Còn để mà chúng ta tăng một phát lên trên 1.500 hoặc là vượt luôn, điều đó điều chắc chắn không thể. Nếu như ai nói có thể, hãy comment dưới video của người đó để phân tích cho người đó tại sao, điều gì, vĩ mô gì, kinh tế như nào, kỳ vọng cái gì trong tương lai để ta kỳ vọng này đó nhá. Nhiều người nói là mở rộng tín dụng hay là chỉ số GDPI Việt Nam ta tăng kinh khủng, tăng 7,72%, đúng không? Nhưng những cái chỉ số này á là những chỉ số mà ta so sánh một cùng kỳ bị ảnh hưởng. Xin chào mọi người, so sánh một giai đoạn thì chúng ta bùng nổ sau một giai đoạn dịch, cái đầu tiên như vậy. Cái thứ hai nữa là cái số CPI này không phản ánh được tất cả cái cục diện trong một cái thị trường nhá. Tại vì sao? FPV nó hoạt động theo nguyên tắc mà thì trái và thì phải, và hiện tại đang bị áp lực rất là nhiều đến từ Fed và đến từ một số các đất nước như là Trung Quốc nữa đó. Và khi những đất nước này áp lực mạnh nữa thì những chính sách của họ nó càng ngày càng bóp chặt. Tiêu nhất nó thấy một gì mọi người, cái tín phiếu đã phải lưng rồi, đã phải bơm tiền, đã phải hút tiền qua kênh tín phiếu rồi. Sắp tới áp lực về tỷ giá còn cao nữa, khả năng sẽ tiếp tục hút tiền qua kênh OMO nữa. Hút tiền qua kênh OMO chưa đủ, khả năng tiếp tục sẽ nâng lãi suất. Đó là điều chúng ta phải nhìn thấy trong năm sắp tới. Những điều này, những điều mà thấy rõ ràng khi mà nhà nước đã đang làm nhưng mà nhà nước chưa công bố, đang làm chưa công bố, nó khác với những thứ mà
nhà nước muốn cho mọi người coi nha. Đó thì bây giờ mọi người muốn nhà nước cho mọi người coi để mọi người đầu tư, hay là mọi người muốn biết những thứ mà nhà nước chưa công bố và rất ít người biết những điều đó, mọi người muốn biết điều nào? Đó, câu hỏi em ra rất là đại như vậy nhá. Đấy, thì cái bản tuần sau như vậy thì người đó khả năng người đó sẽ đứng ngoài trường trong giai đoạn đó là tuần từ ngày 11 cho đến ngày 15, khả năng người đó sẽ đứng ngoài trong giai đoạn này nhá. Đó, cũng như người đó sẽ như vậy, cho nên là mọi người hãy cân nhắc một số mã phiếu và chúng ta phân hóa cực kỳ mạnh một số mã phiếu. Mình thấy là như sau: SI, VND, rồi là đặc biệt nhất HCM, mã phiếu cực kỳ khỏe. Tại vì sao? Tại vì là nó còn may này, cũng nó còn may nhá, nó một sự kiểm tra may cực kỳ tốt của HCM, sau đó nó rút chân lại cực kỳ đẹp. Chúng ta coi về chạc 1 giờ nhá, cực kỳ đẹp. Xin lỗi mọi người, đợi người đó một xíu nhá. Hôm nay về quê uống nhiều rượu bia quá, cái là cái giọng bị mất tiếng luôn, nói không được liên loát như trước nữa, cho nên mọi người thông cảm nhá. Đấy, mình thấy này, một phiên kiểm tra đường may, kiểm tra cái may flash rút chân cực kỳ đẹp, kiểm tra body band rút chân cực kỳ đẹp và chuẩn bị tạo mô hình hai đỉnh MACD, và đó là một cái điểm chuẩn bị bán ra nhá. Rồi chúng ta xử lý như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Mọi người xem xét một số mã phiếu như vậy nhá. Đa phần những mã phiếu người đó cho mua đều là những mã phiếu mà nó có dấu hiệu là kiểm tra đáy cũ và dấu hiệu là có một đỉnh MACD và chuẩn bị kỳ vọng đỉnh thứ hai là bán ra, đơn giản như vậy thôi nhá. Đấy thì video xin kết thúc đây thôi, tại vì là nói nhiều quá mất giọng rồi, mọi người thông cảm nhá. Thì rất mong mọi người một chút thời gian, nếu thích video của người đó chứng khoán, nhớ luôn đăng ký kênh này nhé mọi người. Và mọi người thích video người đó chứng khoán hãy tham gia một số kênh cộng đồng ở đây của người đó, hoặc là tham gia khóa học người đó này. Khóa học người đó sẽ là một khóa học rất là nhiều những chi tiết về buổi học, người đó chia sẻ rất là rõ ràng rồi, người tham khảo nhé. Đấy thì sẽ gồm có 10 buổi, chúng ta dạy rất nhiều kiến thức diễn ra. Đấy, và khóa học này sẽ là một khóa học mà chúng mình dạy online qua Zoom từ 8 giờ cho đến 9 giờ 9 rưỡi nhá. Đấy, bắt đầu khai giảng từ ngày 20 tháng 7. Xin chào mọi người nhá. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Xin chào mọi người.